Thân là quân đoàn trưởng, hắn xung phong đi đầu, chiến đấu đến cuối cùng một khắc, không thẹn với quân nhân liên bang cái thân phận này. Tuy rằng Đường Vũ Lân đã từng đối với liên bang quân đội có lấy phi thường ác liệt ấn tượng, nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Phương Bắc quân đoàn đã làm được bọn hắn có thể làm đến tốt nhất. Tại bỗng nhiên gặp thâm biên sinh vật công kích dưới tình huống, bọn hắn có thể thiết lập ra từng đạo phòng tuyến. Ngạnh kháng cái này căn bản không biết mệt mỏi, không sợ tử vong khủng bố sinh vật thời gian dài như vậy. Tài cũng không đủ hơn cường giả dưới tình huống, bọn hắn cũng không có thể nào để cho thâm biên sinh vật vọt tới đặt đất liền, không để cho phương Bắc thất thủ, đây là bỏ ra hạng gì cực kỳ lớn một cái giá lớn. Lúc này phương Bắc quân đoàn đã không thành xây dựng đến đế chố rồi, chính là bọn hắn hy sinh mới bảo vệ được đấu la đại lục cuối cùng một đạo phòng tuyến. Viện quân đến rồi, Quách Chiến Phong lúc này âm thanh có một chút suy yếu, lại tràn đầy chờ mong. Đúng vậy, viện quân đã đến, Quách đoàn trưởng, ngài yên tâm đi, đằng sau liền giao cho chúng ta. Đường Vũ Lân vừa nói, một bên một tay lừng tải trong hắn dưới nách, lóe lên trên thân hướng về phía phương Bắc quân đoàn, trấn thủ gần nhất sơn phòng bay đi. Đường các chủ, viện quân đến bao nhiêu người, những thứ này đáng sợ sinh vật quả thực liền giết không hết, căn bản không có bao nhiêu. Quách Chiến Phong lúc này có một chút lo lắng mà hỏi thăm. Vì có thể sớm hơn mà khoa trợ giúp, chúng ta tới trước 5 người, kế tiếp viện quân sẽ tại 5 cái sở bên trong đến lơi, cấu chung cùng sự phòng ngự. Đường Vũ Lân nói ra, cái gì, chỉ có 5 người? Quách Chiến Phong vừa mới sinh ra hy vọng vội tâm bỗng nhiên trở lên một mảnh lạnh như băng. Hắn không khỏi tâm tình kích động nói, 5 người có thể quản có tác dụng gì, coi như là 5 tên phong hào đấu la cũng ngăn không được tất cả thâm nguyên sinh vật. Ngươi có biết một khi khiến cho cái này thâm biên sinh vật nhảy vào trong đại lục tạo thành như thế nào hậu quả? Bọn hắn so với châu chấu còn muốn đáng sợ hơn. Những lời đi quá, tất cả sinh vật cũng sẽ ở trong bọn hắn trước mặt mất mạng. Rừng rậm sẽ biến thành đất hoang, thậm chí ngay cả bằng tuyết cũng sẽ bị ô nhiễm, không có khả năng khiến cho chúng nó xâm nhập lại đại lục nội bộ. Cái kia chính là không thể tưởng tượng tai họa. Quách đoàn trưởng yên tâm, tại quân viện đều là binh sĩ đến trước, bọn hắn đừng nghĩ lại tiến thêm một bước. Đường Vũ Lân lúc này đương nhiên có thể lý giải tâm tình của hắn, đã bao nhiêu năm phương Bắc quân đoàn vẫn luôn luôn tại vì như vậy thủ hộ mà lặng yên trả giá. Lo lấy, hắn đã mang theo Quách quân Chấn Phong rơi vào trên đỉnh núi, hắn chỉ hướng phương xa, Quách đoàn trưởng nhìn kìa. Quách Chiến Phong lúc này theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, một mảnh nhu hòa màu ngà sữa hào quang tản mắt ra mà hạ thấp, biến thành 5 đạo cực kỳ lớn cột sáng, phân biệt bao phủ tại kế tiếp ra bọn hắn chỗ sơn phong ở bên trong phương Bắc quân đoàn, còn sống 5 cái phòng ngự trận mà phía trên. Kể cả Quách Chiến Phong ở bên trong, mọi người đều bao phủ ra tại cái này bạch sắc quang mang bên trong. Nguyên bản đã mệt mỏi, đến mức tận cùng các tướng sĩ đều cảm thấy toàn thân dâng lên trên một cỗ ấm áp khí tức, đã liền tinh thần gì xuống, bị bại trận đều ở đây trước mắt tiêu trừ. Mà đang tại tiến công thâm biên sinh vật, vừa mới tiến vào trong cái màu ngà sữa liền tàn ra giống như bọt nước biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như vậy, còn có 2 đạo thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống. Toàn thân hai ảnh này nhìn qua tựa như cự lang, thân khung chi khổng lồ, lại so với bọn hắn chỗ sơn phòng còn cao lớn hơn. Lúc này cái kia hai nhanh chóng cao cấp mấy trăm thước cao lớn thân ảnh lúc này hạ thấp xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, kinh khủng sóng khí xoay tròn, khiến cho chung quanh mạng lớn thông biên sinh vật biến thành màu xám đen khí lưu. Trong đó một đạo thân ảnh ngửa mặt lên trên trời gào một tiếng, thân thể đột nhiên về phía trước uốn lượn, cực kỳ lớn lắm đấm nặng lề mà lệnh đánh vào, dùng hắn hai nắm tay là thời điểm, kinh khủng sóng dùng kích hướng ra phía trước phun ra, nghìn mét ở trong phạm vi, những nơi nó đi qua không có vật gì có thể thâm biệt sinh vật may mắn còn sống sót. Cái này chính là, Quách Chiến Phong cũng đã trận tròn hai mắt. Chính hắn cũng là phong hào đấu là cấp bậc cường giả, hắn đương nhiên biết rõ cực hạn hồn sư có thể trên chiến trường làm được như thế nào trình độ. Thế nhưng giống như trước mắt như vậy bộc phát ra như thế sức sợ sức sống chiến đấu tình huống, hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp được. Cái này cũng không phải bình thường phong hào đấu la, có lẽ 5 vị phong hào đấu la chưa đủ, nhưng 5 vị cực hạn đấu la hẳn là đã đủ số chứ. Đường Vũ Lân âm thanh đúng là màng ghé vào trong tai, hắn nói vang lên. Cái toàn thân tản mắt ra ngũ sắc vầng sáng hồn sư lúc này đã rời tại Đường Vũ Lân ở sau lưng. Tuy rằng cái kia người ta cái gì cũng không có làm, nhưng chỉ là rời tại chỗ đó liền làm cho người ta một loại uy chấn thiên hạ cảm giác. Chỉ là kỳ lân đấu là đồng vũ,
Không sai, đến chính kể cả Đường Phu Lân ở bên trong ngũ đại cường giả, tuy rằng Đường Phu Lân tu vi còn không có đạt đến cực hạn đấu la cấp độ, có thể hắn tại một kinh trọng thương thiên cổ đông phong về sau đã bị vinh sự ra cái này cấp độ cường giả, nói hắn là cực hạn đấu la cũng không đủ. Tào Đốc Chí, Tăng Hâm cùng với Lòng Dạ Nguyệt, bọn hắn đều muốn thống ngự đường môn cùng với sửa lại các học viện cường giả, vì có thể tại thời gian ngắn nhất chạy tới. Đường Phổ Lân tại cùng với bọn hắn sau khi thương lượng, liền dẫn theo Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị cùng với Thái Thần Cựu Viên gia tộc hai đại cực hạn đấu la, dùng tốc độ nhanh nhất một đường bay nhanh, chạy đến tiền tuyến đấy, lúc này mới cuối cùng tại thời khắc mấu chốt cứu Quách Chiến Phong. Quách đoàn trưởng, ngày trước nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta. Nói xong câu đó, Đường Phổ Lân trong nháy mắt này liền cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương phóng người lên trên. Tại toàn bộ chiến trường bên trên, người trọng yếu nhất chính là hắn, bởi vì hắn mới có thể tại chính thức trên ý nghĩa giết chết được thâm miên sinh vật. Đường Phổ Lân bay đến ở giữa không trung về sau, cũng không có trực tiếp gia nhập chiến đấu, mà là giơ lên trên cao trong tay Hoàng Kim Long Thương, đem hồi lực rót vào trong đó. Cái kia đã tử vong đại lượng thâm miên sinh vật biến thành màu xám đen khí lưu, lập tức thì như là trăm sông đổ về một biển, giống như hướng hắn hội tụ mà đến. Lồng đậm sinh mệnh khí tức hướng ở trong cơ thể của hắn ồn ùn mà vào, dùng Đường Phổ Lân tu vi, hắn đều có một loại cuồng phong đập vào mặt, hầu như muốn không cách nào hơi thở cảm giác. May mắn hắn đã không phải là ban đầu ở trong huyết thần quân đoàn đối mặt với thâm miên sinh vật lúc mà Đường Phổ Lân rồi. Đối mặt với như vậy, lồng đậm sinh mệnh khí tức, hắn nhanh chóng điều động ra bản thân hồn hạch, long hạch lúa liền ra, tiến hành ra hấp thu chuyển hóa. Hơn nữa đem bên trong tất cả, thật là lớn bộ phận trực tiếp đi qua sinh mệnh chi chúng, truyền tống cho địa phương phương xa sinh mệnh cổ thụ. Dưới hấp thu quá nhiều sinh mệnh năng lượng mà nói, hắn sẽ cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa hấp thu. Lúc mà thân thể của hắn đạt đến bão hòa về sau, hắn không có biện pháp nào tiếp tục hấp thu. Ban đầu ở huyết thần quân đoàn thời điểm, hắn liền gặp phải qua tình huống như vậy. Hơn nữa hấp thu sinh mệnh năng lượng quá nhiều, nó sẽ có ảnh hưởng đến Kim Long Vương phong ấn nguy hiểm. Quan trọng hơn chính là bởi như vậy, hắn không có biện pháp nào tiếp tục hấp thu ra càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng, mà đem hắn đại bộ phận năng lượng này đều truyền tống cho sinh mệnh cổ thụ mà nói, liền không giống với lúc trước. Sinh mệnh cổ thụ cần sinh mệnh năng lượng gần như vô cùng vô tận, hắn căn bản không cần lo lắng sinh mệnh cổ thụ sẽ xuất hiện ra đạt đến bão hòa tình huống. Cái kia một cái không thể nào tốt hơn năng lượng chỗ tháo nước, đã có cái thích hợp ra tiết khấu, hắn dù thế nào hấp thu sinh mệnh năng lượng đều không cần gánh nặng. Bây giờ Đường Phổ Lân đã tương đương với cực hạn đấu là cấp độ cường giả, lúc này hắn đối mặt với thâm miên sinh vật, số lượng là hắn trước kia bái kiến gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhưng mà cái này không ảnh hưởng đến hắn hấp thu những thứ này thâm miên sinh vật năng lượng. Đằng sau thâm miên sinh vật như trước thì chiều lúc này giống như trào đến mà đến, nhưng tại Nhã Lý, Nguyên Đần Chấn Thiên cùng với Nguyên Đần Thiên Đáng ba đại cực hạn đấu la cản ở phía dưới, bọn hắn chỉ có thể nhào nhào hóa thành khí lưu. Hắc ám linh đàng đã sớm biến mất, Đường Phổ Lân tọa chấn không trung, không dám chút nào chủ quan. Đồng Vũ một mực lưu ở bên cạnh hắn, thâm miên vị diện ở trong cường giả chân chính còn không có xuất hiện, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là tại đây chủ quanh sẽ không có cường giả. Đường Phổ Lân đối với thâm miên sinh vật đả kích lực lượng độ to lớn có thể nghĩ, có hắn tại đây, thâm miên vị diện liền sẽ bị tương đối trình độ áp chế, cho nên ít nhất hắn nhất định là thâm miên vị diện dục vọng trừ phí cho thống khoái tồn tại. Song phương va chạm cũng không có duy trì quá dài thời gian, qua không đến 10 phút, tại thâm miên vị diện tổn thất ra mấy vạn đầu thâm miên sinh vật về sau, cái kia quần cuộn không dứt thâm miên đại quân cuối cùng cũng lùi bước. Mấy vị cực hạn đấu la cũng không có truy kích, lùi thâm miên sinh vật về sau, bọn hắn liền đến lùi trở về ở phía Đường Vũ Lân. Bọn hắn nếu như tiếp tục xâm nhập mà nói, tùy thời cũng có thể rơi vào đối phương trong bẫy. Việc cấp bách là phải nhanh chóng một lần nữa bố trí tôn phòng tuyến, tuyệt đối không thể nào để cho đối phương xâm lấn. Quách Chiến Phong lúc này thẳng đến lúc này mới tỉnh chính ra chính thức mà thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới mặt đất, thu hồi lại chính mình tam tự đấu khải. Hắn nhãn thần có một chút mờ mịt, cũng không có bởi vì cường đại địch thối lui mặt toát ra lửa điểm vẻ vui mừng. Với hắn mà nói, mấy ngày này như là giống như làm mơ, tay ngắn ngồi ra vài ngày ở trong thời gian, bên cạnh hắn chiến hữu lần lượt chết đi, nguyên bản có 10 vạn người phương Bắc quân đoàn, hiện tại còn dư lại không đến 1/5, hơn nữa tuyệt đại đa số người cũng đều chịu thương tích.
Nếu như không phải vừa mới thánh linh đấu là nhã lệ triển khai ra cái kia, thoáng một phát quần thể trị liệu kỹ năng, chỉ sợ trong lúc này có một nhóm người sẽ bởi vì sinh mệnh lực lượng suy kiệt mà chết. Vài ngày ở trong thời gian, phương Bắc quân đoàn liền đã nhận lấy ra thật lớn như thế đả kích, cho dù là súng tâm tình của hắn cũng có một chút chịu không nổi. Thân là quân đoàn trưởng, mắt nhìn thấy các huynh đệ chết trận lại bất lực, loại thống khổ này có thể nghĩ. Trong quân đội, chiến tổn hại vượt quá 2/3 mà nói, đó đã là cả cơ cấu tổ chức đều muốn hủy bỏ rồi. Đường Phổ Lân lông mày nhíu chặt, trong lòng thở dài, hắn có thể minh bạch Quách Chiến Phong trong lòng chỗ thừa nhận thống khổ. Ba đại cực hẳn đấu la trở lại Đường Phổ Lân phía sau người, đều rất tự nhiên đứng ở bên cạnh hắn, thủ hộ tại bên cạnh hắn. Như thế nào đây? Nhã Lệ hướng về Đường Phổ Lân hỏi. Đường Phổ Lân nói, cùng một chương đoán được giống nhau, Hoàng Kim Long Thương quả thật có thể đủ thuần phệ thông minh sinh vật sinh mệnh năng lượng. Ta đã đem bên trong đại bộ phận đều truyền tống cho sinh mệnh cổ thú. Phiền toái chưa bị giúp ta hộ pháp, ta muốn cũng có tiến hành giả thắng một phát cầu thông. Lói lấy, Đường Phổ Lân tạo nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai tròng mắt, lặng yên thử cùng với phương xa sinh mệnh cổ thú tiến hành liên hệ. Nhàn nhạt lục kim sắc hào quang quay chung quanh tại Đường Phổ Lân chung quanh thân thể. Giờ khắc này đây, bên cạnh hắn đứng đầy ra thế như trước là tứ đại cực hạn đấu la. Đừng nói là bình thường phương Bắc quân đoàn đem đất rồi.